Ok, mùa đông đã đến rồi anh em ạ. Và anh em chưa có kim cương để mua quần áo đẹp trong Free Fire thì anh em hãy đến shop Tuấn Ngọng.net, số bạc giá rẻ, uy tín chất lượng và khuyến mãi là 100% giá trị thẻ làm em ạ. Và vòng quay kim cương thì là ra cực kỳ cao, trò chơi hấp dẫn qua khủng, kim cương siêu lớn. Anh em hãy đến ngay shop Tuấn Ngọng.net nha anh em. Và ok, luôn xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tuấn Ngọng đây. Thì ok anh em, ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một kèo đấu của phải gọi là các dân chơi đẳng cấp pro của dân chơi TikTok em ạ. Hôm nay là một trận đấu của sân chơi TikTok, là có sự góp mặt của TikToker Lý Mặc Sầu, Lý Mặc Sầu anh em ạ. Đấy, TikToker Lý Mặc Sầu cùng với TikToker Văn Huỳnh, thì đây là hai TikToker đứng gọi là top trong bảng xếp hạng của TikToker nổi tiếng về FIFA nhất FIFA anh em. Thì hôm nay Văn Huỳnh, Lý Mặc Sầu đấu với nhau, cô gái một chàng trai, liệu Văn Huỳnh hôm nay có đấu lại được Lý Mặc Sầu hay không? Mà tôi nghe nói là giang hồ đồn Lý Mặc Sầu bắn khét anh em ạ. Lý mặt là sầu, là bắn sầu cuộc đời anh em ạ. Đến vị trí Lý Mặc Sầu trang bị cho mình là một con thỏ màu xanh. Đây là một con thỏ ăn thịt người anh em ạ. Mà xem lần này Lý Mặc Sầu xử lý Văn Huỳnh như nào, và hay là Văn Huỳnh sẽ là bản lĩnh người đàn ông này đi, chẳng nhẽ này để thua một đứa con gái hơi mệt anh em ạ. Nào chúng ta xem Văn Huỳnh thể hiện đó. Đầu tiên là đấu lục bạc rồi, ra đạn là có rồi, mất một lượng máu cũng không nhiều đâu anh em ạ, cũng không đáng kể đâu. Kiểu đó 500 máu của hai YouTuber, hai TikToker khá là khét. Văn Huỳnh thì vẫn sau khi mà khoảng thời gian khá là dài mà Văn Huỳnh không còn hoạt động trên nền tảng TikTok nữa, thì thời gian gần đây Văn Huỳnh đã quay trở lại. Anh Văn Huỳnh đã quay trở lại thì tôi có thể là do tay Văn Huỳnh sẽ bị đi xuống một chút. Sang là vị trí của Lý Mặc Sầu, là TikToker mang số hiệu biển kiểm soát là Lý Mặc Sầu, bắn cho phát là đi bắn nhau solo với ai là phải sầu cuộc đời em ạ. Bắn khá là căng thẳng và khét. Rồi mang cho mình một chú thỏ ăn thịt người, ra đạn rất tốt nhưng mà chưa phải vào đầu anh em ạ, cũng khá là bình thường thôi. Rồi hai bên thì bắn 500 máu nhả nhau khá nhiều, trong khi đó thì Lý Mặc Sầu chỗ lái mình là 17 máu, nó phải cuốn keo hồi máu rồi. Văn Huỳnh có phải là không thương hoa tiếc ngọc gì bảo mà bắn như này thì chết rồi, hỏng hết cỏ hoa cả ngọc của nhà người ta rồi. Bắn này thì chết rồi, quả này về thì Lý mặt sầu thì gọi là sầu luôn, sầu tình sầu tiên tu luôn rồi anh em ạ. Còn lại mình 319 máu đi từ chị Văn Huỳnh, thì sang để chị Lý Mặc Sầu là mình 139 máu thôi. 139 máu, liệu là Lý Mặc Sầu thắng Văn Huỳnh hay không? Nhưng mà Lý Mặc Sầu như là đang bối rối, khi mà lần đầu tiên đấu với Văn Huỳnh thì có vẻ là hơi run. Ôi ôi, what the hell, cái gì vừa xảy ra vậy? Quá hay, Lý Mặc Sầu đang ngay tức hạ cục Văn Huỳnh em ạ. Củ cải, củ xin củ cải đấy. Và ok, chúng ta đến với đầu thứ hai trận đấu này, đến với đầu của Văn Huỳnh và Lý Mặc Sầu, TikToker Free Fire. Thì tôi sẽ tặng anh em rất nhiều những giải đấu, trận đấu của những TikToker nhiều hơn nhiều anh em ạ. Và ngay tức ở ngay phút đầu trận đấu thôi, Lý Mặc Sầu đã khiến cho Văn Huỳnh mất đi 50% máu rồi. Lý Mặc Sầu đang công lên phía khu vực phía bên cánh mạng phải trái của Văn Huỳnh. Thì ngày hôm nay thì Lý Mặc Sầu và Văn Huỳnh sẽ phải đấu với nhau kèo khá càng đấy. Văn Huỳnh mà thua, ui, vào đâu là có, bắn như những tuyển thủ chuyên nghiệp anh em ạ. Không thể nào ngờ đâu mà một tuyển thủ là một TikToker Lý Mặc Sầu, ui, vào đầu ạ. Khiết Lý Mặc Sầu đã phải sửa giáp rồi. Văn Huỳnh đáp trả lại cực kỳ gắt, và Văn Huỳnh trở lại mình là 1/3 máu thôi. Lý Mặc Sầu ra đạn cực kỳ tốt nha anh em. Tôi thề anh em là Lý Mặc Sầu ra đạn hay vãi trưởng ạ. Ui, tôi không ngờ là con gái bắn hay như vậy nữa đi. Mà lần đầu tiên mà tôi thấy một TikToker mà nữ mà bắn hay như này anh em ạ. Bắn căng đấy, ra đạn là vào đầu anh em ạ. Rồi tiếp tục, ui, vãi cả đái ạ. Ui, Lý Mặc Sầu hôm nay bắn cho gọi là Văn Huỳnh phải gọi là tình sầu thiên thu muôn lối rồi anh em ạ. Và ok, chúng ta đến vào đầu thứ ba trận đấu này. Lý Mặc Sầu rất tự tin luôn anh em ạ, thắng 2 round liên tục rồi. Quả này Văn Huỳnh mà gặp tử thần rồi. Ui, chỉ biết chạy rồi anh em ạ, gọi là chỉ biết chạy rồi, không có khoảng trống hay là góc nào đấy để gọi là đáp trả Lý Mặc Sầu anh em ạ. Lý Mặc Sầu TikToker hot như thế này rồi, Lý Mặc Sầu sấy là có. Ui, Văn Huỳnh đáp trả cực gắt khiến Lý Mặc Sầu mất đi còn là 135 máu rồi, đã phải cuốn máu rồi. Văn Huỳnh có vẻ khá cay rồi, có nghĩa là gặp một bông hoa hồng rất nhiều gai như này thì Văn Huỳnh đã bị là những cái chiếc gai của bông hoa hồng để phản đam rồi. Mặc cho mình là một bộ quần áo gọi là một đạo trích xanh, có vẻ Văn Huỳnh khá là hợp với phong thủy màu xanh lá cây em ạ, khá là khét đấy. Rồi đến với vị trí Lý Mặc Sầu là còn lại mình 463 máu thì vẫn khá là nhiều, mũ thì mất rồi. Văn Huỳnh ra đường và đáp ra một đợt đạn phun đỏ thì khiến cho Lý Mặc Sầu là mất ngay mũ rồi, quá khét rồi. Đến vị trí Văn Huỳnh thế nào, cho mình góc khá tốt ở phía trong nhà khi mà khá là lợi lại thế, mà bây giờ Văn Huỳnh quyết định di chuyển ra ngoài ạ. Có vẻ là khá là khinh thường Lý Mặc Sầu thì phải, đáp trả cực kỳ tốt nhưng mà chưa phải được đạn vào đầu, khá là xấu. Lý Mặc Sầu vẫn còn cho mình là 400 máu cơ mà. Chúng ta xem Lý Mặc Sầu thể hiện kỹ năng của mình xem nào. Thì đây là những TikToker gọi là hàng trăm nghìn follow của TikTok của TikTok anh em ạ. Ui. Ui 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 ui, xong rồi. Văn Huỳnh của này là không tương hoa tiếng ngọc rồi, và ngay lập tức Văn Huỳnh cướp ngay mạng của Lý Mặc Sầu anh em ạ. Cô gái Lý Mặc Sầu đã phải nằm xuống rồi.
Và chúng ta đến vào ra đầu thứ tư anh em ơi. Vẫn là vị trí của Lý Mạc Sầu, thì Lý Mạc Sầu sau khi vừa rồi đã bị Văn Huỳnh đáp trả khiến Lý Mạc Sầu đã phải nằm xuống ở cái đầu thứ ba. Và đến vào đầu thứ tư này, một đứa đạn phun đỏ đến từ vị trí của Lý Mạc Sầu. Ôi giời ơi. Đây có phải là có con gái không vậy, hay là gọi là Lữ Vương Free Fire à? Ra đạn nào vào đầu như này thì gọi là ối trời ơi, Lý Mạc Sầu đâu rồi? Ui ui, đúng là như một cái tên nhưng mà huyền thoại ngày xưa. Anh em có xem cái một cái bộ phim gì nhỉ? Bộ phim Cửu Âm Chân Kinh hay bộ phim gì đấy tôi nhớ không nhầm, là cái bộ phim Thiên Long Bát Bộ hay gì đấy. Có một nhân vật Lý Mạc Sầu là một bang chủ một bang gọi là sở hữu công lực cực kỳ khét, thì ngày hôm nay đến với sân chơi Free Fire thì có một Lý Mạc Sầu ra đạn nào vào đầu cực kỳ khét, quá khét luôn ạ. Hoa Lý Mạc Sầu, một bông hoa có gai chi chít, một bông hoa cực kỳ đẹp, là bông hoa hồng nào cũng có gai, thì bông hoa Lý Mạc Sầu thì không việc gì mà không có gai đâu anh em ạ. Ui, lại làm lựu đạn phun đỏ khiến cho Lý Mạc Sầu kiếm mang về cho mình một trận thắng lớn là 3-1 rồi. Lý Mạc Sầu 3 và Văn Huỳnh 1. Có vẻ hôm nay Văn Huỳnh khá đen đủi. Chàng trai đạo trích xanh hôm nay có vẻ đen rồi. Gặp bông hoa đẹp như Lý Mạc Sầu làm sao mà có thể mà thắng được không em? Nhìn ngắm hoa như thế thì hỏng hết, hoặc là ngắm hoa nhiều quá thì làm sao mà thắng được, đúng không anh em? Chỉ mải ngắm hoa thì không bắn được rồi. Ok anh em, đến vị trí Văn Huỳnh ở ra đầu thứ 5 anh em ơi. Sang vị trí Văn Huỳnh xem nào, sấy cực kỳ tốt, đường đã phun đỏ là có, nhưng mà đây là kèo 500 máu thì Lý Mạc Sầu đứng yên cho Văn Huỳnh bắn anh em ạ. Ôi, hôm nay quả tự tin nhờ, để yên bông hoa đẹp nào mà để Văn Huỳnh bắn đúng không? Nhưng mà sấy một đường đạn phun đỏ như thế nó cực kỳ uy tín đến vị trí Văn Huỳnh. Lý Mạc Sầu thì mất cho mình 100% mũ và đang sửa hai bình giáp và sửa lá máu cũng phun rồi đấy. Và bây giờ Văn Huỳnh đang cố gắng tiếp cận rồi. Bông hoa hồng Lý Mạc Sầu sẽ mở kèo và đi ra thôi. Văn Huỳnh cũng đã phải sửa giáp rồi, nhưng mà Văn Huỳnh có lợi thế hơn là Văn Huỳnh có còn 100% mũ. Và bây giờ là Văn Huỳnh. Mà có vẻ như tôi di cam đến ai là người đấy thắng. Nhưng mà thắng trong niềm tin anh em ạ. Lý Mạc Sầu lại giành chiến thắng thôi, 4-1 anh em ạ. Có vẻ ngày hôm nay Văn Huỳnh khá đen khi mà để Lý Mạc Sầu hạ gục 4-1. Nhưng mà có anh em cũng phải hiểu thôi, khi mà Văn Huỳnh đã nghỉ một khoảng thời gian khá là dài, đó là 1 tháng, thì Văn Huỳnh đã không bắn thôi. Và ngày hôm nay Văn Huỳnh quay lại sân chơi tử chiến thì gặp Lý Mạc Sầu một điều khá là khó. Nhưng mà không sao cả, Văn Huỳnh vẫn bắn rất là tốt, đường đạn phun đỏ vẫn là có, chỉ là hôm nay Văn Huỳnh hơi đen thôi. Gặp một bông hoa đẹp như Lý Mạc Sầu thì làm sao mà có thể là lỡ lòng nào buông ra những đường đạn để bắn Lý Mạc Sầu, đúng không anh em? Và ok, chúng ta đến với đầu thứ 6 đang thôi. Ngay lập tức thì vào đầu thôi, Lý Mạc Sầu đã buông ra đường đạn khiến cho là Văn Huỳnh mất đi một lượng máu khá là nhiều đấy. Khá là nhiều cũng không hề ít đâu. Khá là khó. Mà bây giờ đến bên phía của Lý Mạc Sầu. Cô gái hoa Lý Mạc Sầu, một bông hoa mà đầu tiên trên thế giới, chỉ có thể là bông hoa trên Free Fire thôi. Ở trên thế giới này không có một bông hoa nào là bông hoa thứ hai. Lý Mạc Sầu ra đạn cực kỳ tốt. Ra đạn của cái bông hoa gọi là bông hoa ra đạn phun đỏ anh em ạ. Ôi ôi chết rồi. Văn Huỳnh sấy Lý Mạc Sầu đã phải là tan lát bông hoa rồi. Vừa mới nói là bông hoa sấy đạn phun đỏ mà sấy ra lúc sau ra thằng phun vàng thôi. Văn Huỳnh ở phía bên này đang cũng phải cuốn máu sửa giáp rồi. Lý Mạc Sầu cũng vậy. Hai bên đang gọi là trang bị cho mình những cái bộ máu và bộ giáp mới để chiến đấu tiếp tục. Và Văn Huỳnh có vẻ là cố gắng lên. Liệu Văn Huỳnh có lật kèo đấy không? Có lật kèo đấy không nào? Ui rồi, ra đạn cực kỳ tốt nhưng phải là đạn phun đỏ. Có vẻ Văn Huỳnh chưa lấy được lại là cảm giác tay rồi. Hoa Lý Mạc Sầu được đạn phun đỏ lên từ vị trí Văn Huỳnh. Hoa Lý Mạc Sầu động sấy đi ạ. Ui, Hoa Lý Mạc Sầu được 85 máu thôi, 86 máu thôi. Khá là khó Lý Mạc Sầu. Sấy đi nào, bây giờ Văn Huỳnh chỉ còn lại là 400 máu. Một lợi thế Văn Huỳnh nhiều máu hơn này. Bây giờ Văn Huỳnh buông ra được đạn khiến Lý Mạc Sầu có thể là bông hoa đang trở lên héo úa rồi. Ra đạn cực tốt và con Văn Huỳnh chỉ còn lại 243 máu, còn là Lý Mạc Sầu còn lại là chịu gần 2 viên đạn nữa thôi. Là Lý Mạc Sầu sẽ phải làm xuống và ngăn tốc Lý Mạc Sầu đã phải làm xuống hỏng xuống Văn Huỳnh rồi, bây giờ là 42. Và chúng ta đến vào đầu thứ 7 trận đấu này. Ngay tức vào đầu trận đấu thôi, Văn Huỳnh cũng được đạn có những viên đỏ vào người Lý Mạc Sầu rồi. Vào đầu Lý Mạc Sầu rồi. Nào chúng ta xem Văn Huỳnh thể hiện tiếp theo nào. Lý Mạc Sầu đã trả cũng cực kỳ gắt, Văn Huỳnh còn lại 286 máu thôi. Ở bên này Lý Mạc Sầu còn lại mình khá là nhiều máu và đã phải quấn và sửa giáp rồi, và quấn những bình máu rồi. Rồi, chúng ta xem Lý Mạc Sầu thể hiện thế nào. Văn Huỳnh đang có những động thái là giây phút nhà Văn Huỳnh là ui. Đỏ rồi anh em ơi. Đỏ rồi. Ra đạn là đỏ và đi qua Lý Mạc Sầu mang cho mình làm khẩu UMB, thì một khẩu này khẩu súng nó gọi là đẳng cấp trong sân chơi thực chiến rồi. Hầu như mà tất cả 90% người chơi thực chiến đều phải chơi khẩu súng này để tham gia đi đấu. Vì đây là khẩu súng có lượng đam cực kỳ lớn và tỷ lệ ra đạn cực kỳ nhanh. Trong khi đó thì ở phía bên này Văn Huỳnh đưa ra được đạn đã có những viên đỏ cực kỳ hay. Và sang đến vị trí của Hoa Lý Mạc Sầu. Ôi sời ôi, úi sời ôi. Mặc dù là con gái nhưng mà vẫn thích thỏ, nhưng mà thỏ là phải ăn thịt cơ. Ôi sời ôi, đẳng cấp. Rồi. Hoa Lý Mạc Sầu đang chọn một góc khá là tốt. Văn Huỳnh thì vẫn đang có những động thái tìm những cái góc để bắn Hoa Lý Mạc Sầu, nhưng mà Hoa Lý Mạc Sầu chơi khá là cao.
Rồi, và lập tức thì Văn Huỳnh khiến cho Bà Lý Mơ Sầu đã phải nằm xuống với 3-4 rồi. Và đến lúc một giây phút mà Văn Huỳnh đã phải bùng nổ rồi, khá là khét đấy. Và tôi cứ nghĩ là Hòa Lý Mơ Sầu sẽ khiến cho Văn Huỳnh phải là gục ngã trước con số là 7-1 cơ, nhưng không. Bây giờ nó là 3-4 rồi anh em ạ, không phải là 7-1 đâu anh em ơi. Quá khét đến vị trí Văn Huỳnh. Và ok anh em, chúng ta đến với vị trí của Hòa Lý Mơ Sầu ở trận đấu thứ 8 này. Vừa vào đấu thôi thì Hòa Lý Mơ Sầu đã bùng ra những đường đạn gọi là khét các bọn đẹp rồi, đe dọa Văn Huỳnh rồi. Văn Huỳnh va chạm rồi, xây đường đạn đã có những viên đỏ đến từ vị trí của Lý Mơ Sầu. Văn Huỳnh đâu? Văn Huỳnh đâu? Chặn kèo ngay lập tức. Rồi, hai bên khá là cẩn thận. Rồi nào, đâu nào. Văn Huỳnh ở phía bên ngoài kia khá là tự tin khi mà không thèm cuốn cao và ở đứng bên ngoài cuốn máu đấy anh em ạ. Nên là chúng ta cũng xem Văn Huỳnh ra đạn nào. Cực kỳ tốt nữa anh em ơi, cực kỳ tốt, và đến với Lý Mơ Sầu cũng cực kỳ tốt nữa, nhưng mà chưa phải là vào đầu anh ạ. Xây đạn gọi là ra đạn cực kỳ tốt, nhưng mà xây chúng vào đâu thì tôi không biết. Rồi, Hòa Lý Mơ Sầu nhảy ra rồi, khá là lỗi và ngay lập tức thì tại sao lại thế? Văn Huỳnh sấy trước mà, tại sao Hòa Lý Mơ Sầu lại cướp mạng Văn Huỳnh? Văn Huỳnh sấy lại lỗi rồi. Văn Huỳnh là đấy, hoa đẹp là không lợi bắn rồi. Bây giờ là 5-3 rồi, đang thế đang dần dần trở nên khó Văn Huỳnh hơn khi mà Văn Huỳnh đã bị dẫn trước 2 điểm. Và ok, chúng ta đến vào đầu thứ 9 anh em ạ. Vừa vào đầu thôi thì Văn Huỳnh đã bị mất đi cho gọi là cho mình là gọi là ôi Văn Tín luôn em ạ. Một chút xíu mũ và Văn Huỳnh đã phải sửa ngay giáp rồi, quá khét luôn. Gọi là Lý Mơ Sầu khiến cho Văn Huỳnh mất đi gọi là cái đầu đấy, sấy toàn đỏ đấy, Văn Huỳnh mới bị mất đi đầu như vậy. Rồi, Văn Huỳnh đang phải lé tránh những đường đạn của Hòa Lý Mơ Sầu. Hai bên là đều lựa chọn những lối chơi đi khá là cáo luôn, luôn lách trong những đường bom kèo như là mê cung vậy, bom kèo tung ra khá là nhiều. Rồi, Hòa Lý Mơ Sầu đã bị chịu một lượng sát thương khá đáng kể, là nhà mình 168 máu thôi, và bây giờ đang phải sử dụng là Skyler và hồi máu khá là nhanh. Ở bên này phía Văn Huỳnh đang ở phía bên ngoài kia, chỉ chờ là Hòa Lý Mơ Sầu mở cửa thôi, em sẽ đột nhập vào trái tim của chị ngay. Nào xem nào, hãy múa đi anh, hãy múa kỹ năng của mình xem nào. Hôm nay là các tiktok cười là những kèo đồng giao lưu, anh em lưu ý nhé, chỉ là những kèo đồng giao lưu thôi, có thể là sẽ nhả. Và được đưa đạn phô đỏ thì chị Văn Huỳnh cực kỳ tốt. Hòa Lý Mơ Sầu của lại mình là 99 máu thôi, và ngay lập tức thì Hòa Lý Mơ Sầu đã phải làm xuống rồi, và Văn Huỳnh đã giành chiến thắng ở trận đấu này. Đấy, tôi nhắc lại anh em là đây là những kèo đấu gọi là giao lưu giao hữu thôi nha anh em, không có gì căng thẳng nên là ai thắng ai thua ai hay hơn anh em. Và ok, giờ đây mình đấu thứ 10 anh em ơi, 9 rao đấu rồi, bây giờ là rao đấu thứ 10. Và đây à, Văn Huỳnh ra đạn rồi, Văn Huỳnh ra đạn rồi, rồi ra đấu cuối cùng đấy, ra đấu thứ 10 đấy, còn 3 rao đấu nữa thôi, có thể là sẽ là ai thắng đây. Văn Huỳnh có lần được kèo trở lên 5 đều hay không? Hai bên vẫn chăng chỉ lần trốn nhau là trò chơi trốn tìm qua những đường bom kèo rồi anh em ạ, chưa có gì đặc sắc cả. Về đây là những trận đấu cuối cùng này, hai tuyển thủ thường ra chơi khá là cẩn thận. Văn Huỳnh cũng đi vào sâu ra đạn, là có đường ngạn vào đầu, là có Hòa Lý Mơ Sầu đã phải bung ra đường kèo, không có thật anh em là nó không hoàn toàn nhanh, nó không nhanh nhạy hay là múa khét như các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà vẫn rất chuẩn, chậm mà chắc em ạ, quá hay. Chúng ta đến vị trí của Văn Huỳnh đấy, trời ơi, úi trời ơi, Văn Huỳnh đi rồi, Văn Huỳnh đây rồi, nào ra đạn đi em. Ra đạn đi em, nào, ra đạn đi nào. Rồi, ra đạn cực tốt, đường đạn phút đỏ là có ngay tức Văn Huỳnh. Ôi, thay hết đạn đây em ạ, hết đạn pha đấy. Sợ ơi, em đen quá Văn Huỳnh ơi. Văn Huỳnh sở hữu đường đạn phút đỏ cực kỳ tốt, nhưng mà đây là ra đồ 500 máu, kẻ đồ 500 máu, nên là vừa hay là lúc đó Văn Huỳnh hết đạn, khá đen là Văn Huỳnh bây giờ là 46 rồi, có thể là ra đồ này Văn Huỳnh mà thua là có thể hơi toang đấy em ạ. Ok, chúng ta đến với ra đồ thứ 11 anh em ơi. Ra đồ của Hoa Lý Mắc Sầu, này hai tiktoker hả sở hữu hàng trăm nghìn follow thì sẽ bắn như thế nào, mà có làm thất vọng trong lòng người hâm mộ hay không? Nói chung là anh em thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là phải chiến thắng lòng người hâm mộ anh em ạ. Đấy, gái đấu trai thì không quan trọng, bây giờ là không phân biệt là ai gái ai trai, nói chung là anh em giao lưu vui vẻ với nhau thôi. Hòa Lý Mơ Sầu giành chiến thắng cũng không sao cả, đúng rồi. Ra đạn cực tốt được làm vào đầu là có, Hòa Lý Mơ Sầu đã mang về cho mình được một lượng máu của Văn Huỳnh khá đáng kể. Văn Huỳnh còn lại 400 máu, đã cực được tầm 100 máu rồi, khá là căng đấy. Ở phía bên này Hòa Lý Mơ Sầu đang gọi là có mình 100% sinh lực, mũ mất rồi. Văn Huỳnh buông ra đợt phun đỏ khiến mũ Hòa Lý Mơ Sầu mất luôn rồi, khá là khét đấy. Tôi mà di cam đi phát ra Văn Huỳnh lại múa kỹ năng phun đỏ các em ạ, thầy rất là buồn cười. Cứ di cam đi là nó bán phun đỏ này, hình như nó mình không có duyên với đường đạn đỏ Văn Huỳnh rồi. Hòa Lý Mơ Sầu đâu, ra đạn cực tốt, đường đạn phun đỏ là có và ngay tức gì. Ôi giời ôi, phun đỏ rồi, nhưng mà Văn Huỳnh phun đỏ khỏe hơn, Văn Huỳnh phun đỏ nó chuẩn hơn anh em ạ. Đấy, và ngay tức Văn Huỳnh đã giành chiến thắng ở đấu này, và đây là 5-6 rồi, kèo đấu khá cân anh em ạ. Và ok anh em, chúng ta đến vào đấu thứ 12 anh em ơi. Ra đấu này liệu có phải là ra đấu cuối cùng hay không? À, Văn Huỳnh đang khá tự tin, lật kèo quả đấu này có khi là 6-6 đều thì hơi mệt. Ui,
Đây là Văn Huỳnh. Chính xác là Văn Huỳnh rồi anh em ạ. Và ok, đến vào đầu cuối cùng trận đấu này, Văn Huỳnh ra đạn cực kỳ tốt, được 5 phút đỏ là có anh em ơi, quá hay luôn. Văn Huỳnh khép đấy, Văn Huỳnh cày đấy. Không thiêu hòa Thiên Ngọc nữa rồi. Còn bây giờ là Văn Huỳnh phải chiến đấu rất xa già, động thái cả khệ từ trí Văn Huỳnh khá là khét, cả khệ và quật máu luôn ạ. Ngày hôm nay thì Văn Huỳnh khá căng thẳng đấy. Trời ơi, đẳng cấp pro, đẳng cấp pro luôn. Đi rồi, ngày hôm nay thì Hòa Lý mặc sầu hôm nay gọi là tình sầu yêu thu mưa lối rồi, 6 đều rồi. Ra đạn cực kỳ tốt nhưng mà chưa phải là được đạn vào đầu anh em ạ. Rồi, Lý mặc sầu đáp trả rồi, Lý mặc sầu đáp trả rồi. Còn lại cho mình là 100% giáp thôi, còn mũ thì không có. Văn Huỳnh sấy phun đỏ thế nên đâu mà mũ còn đâu anh em. Nào, đáp trả nào. Ra đạn nào. Ui giời ơi, chết rồi, chết rồi. 455 máu liệu có cứu Lý mặc sầu hay không? Nào nào. Bị Văn Huỳnh sấy từ phía sau. Ui Văn Huỳnh, Văn Huỳnh sấy lại. Ui giời ơi, không phải phun đỏ phát nhà luôn. Quyết định phải thắng phun đỏ này. Ui giời, phun trắng luôn nha, nhưng không sao em, phun trắng thì cũng đã giành chiến thắng rồi. Và chúc mừng Văn Huỳnh đã giành chiến thắng rồi. Chúc mừng em và thắng không thua kêu lần. Đây những kèo đấu ra đều của những TikToker anh em. Và tôi sẽ lên như cho anh em những kèo TikToker, YouTuber nổi tiếng nha anh em. Và bye bye mọi người.